hạng sau xe buýt tuần 3 tháng 4, Tiêu Chiến đánh bại Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt 3 đứng trước Dương Mịch. Danh sách diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng tuần qua có nhiều thay đổi về thứ hạng. Cùng xa xa kiểm tra top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất dưới bài viết này nhé. Mới đây, đã công bố xếp hạng cho những ngôi sao châu Á, người sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nam, nữ diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần. Theo đó, kết quả cuối cùng như sau: nam diễn viên 1. Tiêu Chiến 2. Cung Tuấn 3. Vương Nhất Bác 4. Trương Triết Hạng 5. Lý Dịch Phong 6. Đặng Luân 7. Bạch Kính Đình 8. Chu Nhất Long 9. Nhậm Gia Luân 10. Thành Nghị. Nữ diễn viên 1. Địch Lệ Nhiệt 3. 2. Dương Mịch 3. Dương Tử 4. Cảnh Điềm 5. Triệu Lệ Dĩnh 6. Lưu Đào 7. Cúc Tịnh Y 8. Quang Hiểu Đồng 9. Triệu Lộ Tư 10. Đàm Tùng Vận. Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng ở trên.